Kính thưa quý vị khán giả thân mến, như chúng ta đã biết, cuộc thi tiếng hát mãi xanh bắt đầu năm 2011 và thí sinh đoạt giải nhất trong cuộc thi năm vừa rồi đó là thí sinh Trần Thị Kim Loan. Bây giờ chúng tôi mời quý vị hãy thưởng thức phần biểu diễn của thí sinh Trần Thị Kim Loan với một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiên Thanh, bài hát mang tên Giấc mơ mùa thu.
còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai. Bàn tay nâng niu kỷ niệm, vỗ về giấc mơ xa mờ. Mỗi khi thu về, tôi nhớ. Bàn tay nắng